Kính chào quý khán giả, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Năng động Đồng Nai. Chúc quý vị cùng gia đình một buổi tối thú vị với những thông tin từ chương trình. Thưa quý vị, huyện Long Thành nói riêng là một trong những khu vực được đánh giá có nền kinh tế phát triển năng động bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ. Động lực phát triển kinh tế đến từ việc xây dựng sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối liên vùng, tiến đến trở thành thành phố hiện đại vào năm 2030. Hiện nay khi sân bay quốc tế Long Thành đã chính thức khởi công, diện mạo địa phương này đã hoàn toàn thay đổi so với trước. Hãy cùng chương trình hôm nay nhìn lại sự đổi thay của vùng đất Long Thành, nơi hứa hẹn sẽ cất cánh trong tương lai gần. Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của huyện Long Thành là 19 triệu 500 ngàn đồng một người một năm, thì đến nay, con số này đã lên hơn 65 triệu đồng. Bộ mặt huyện từ đường xá đến các công trình đều hoàn toàn thay đổi, khang trang, sạch đẹp và ngày càng có nhiều dự án công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn huyện, hứa hẹn tiềm năng phát triển vượt bậc của vùng đất này trong tương lai. Đặc biệt, năm 2021, với phương châm chống dịch như chống giặc, Long Thành đã chủ động ứng phó thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa thực hiện phòng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế. Vượt qua những khó khăn thách thức, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đều đạt và vượt nghị quyết được giao. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng ước gần 133.000 tỷ đồng, đạt gần 99,8% so với kế hoạch và tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt gần 24.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt hơn 2,7 ngàn tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước vượt so với dự toán được giao với trên 6,4 ngàn tỷ đồng. Trong năm 2021, trên địa bàn huyện thu hút được 2 dự án đầu tư mới ngoài khu công nghiệp với tổng vốn 29 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các khu công nghiệp được 16 dự án với tổng vốn 78 triệu đô la Mỹ. Thành lập mới 276 doanh nghiệp và 111 đơn vị trực thuộc với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, trên địa bàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Nói là Long Thành là cái vị thế để phát triển kinh tế xã hội, cũng là cái địa thế là trung tâm nằm ở giữa các huyện trong địa bàn của các tỉnh và có giáp ranh như các tỉnh như Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, là cái cơ hội, là cái dư địa để phát triển kinh tế của huyện Long Thành. Tăng trưởng kinh tế ở Long Thành khá và bền vững nhiều năm, nói lên được là cái sự an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững, rồi sự niềm tin của các doanh nghiệp tập trung đầu tư về Long Thành trong cái giai đoạn dịch, nhưng mà các nơi là các doanh nghiệp phải ngưng đóng cửa, nhưng mà đối với Long Thành thì các doanh nghiệp ở trên địa bàn Long Thành là 90% đều sản xuất ba tại chỗ, nên là cái tăng trưởng về sản xuất công nghiệp xây dựng là tăng trưởng rất tốt. Một trong những địa phương có sự thay đổi rõ rệt nhất là xã Bình Sơn. Từ khi triển khai xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, bộ mặt khu vực này ngày càng đổi khác. Giờ đây, xã Bình Sơn đã dần trở nên nhộn nhịp với hàng loạt các công trình trọng điểm, mang lại một diện mạo mới cho bộ mặt nơi đây. Cuối 2020 thì Bình Sơn tiếp tục ra một cái nghị quyết là năm 2021 là thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về nông thôn mới nâng cao. Thì đến giờ này thì nông thôn mới nâng cao thì cũng đã được khẳng định, nhưng mà chờ kết quả. Thì về góc độ mà chỉ đạo cho bên hành nhà nước đó, thì thực hiện công tác quy hoạch là phát triển theo cái hướng đô thị.
Thì bên cạnh đó thì cũng còn quan tâm đến chỗ đang là mình phát triển theo đô thị nhưng mà vẫn để lại một phần du lịch giường. Thì cái này mô hình này đang thực hiện là ấp 7 của Bình Sơn. Thì năm 2022 này đó là trên Bình Sơn nó sẽ có một đại công trường. Bởi vì là khi thực hiện dự án này là tất cả các gói thầu đều phải thực hiện. Thì như vậy để thực hiện các gói thầu này thì chắc chắn một điều rằng là gì? Là các công nhân ở nơi khác sẽ đến rất là đông. Đó là cái dự báo là như thế. Xã Bình Sơn còn triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước cấp xã, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, như là một bước đột phá trong hành trình hướng đến một đô thị sân bay hiện đại, xứng tầm với quy mô của sân bay quốc tế Long Thành. Bên cạnh nhiệm vụ thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu, Bình Sơn còn xác định nhiệm vụ trọng trách nặng nề là xây dựng Bình Sơn hướng tới một đô thị sân bay và trở thành đô thị mới phía đông của huyện. Đến với Bình Sơn này thì mình nghĩ rằng là trách nhiệm của mình sẽ làm sao để nhân dân Bình Sơn này ngày càng phát triển. Mà cái cảm nhận một điều nữa rằng là cái tự hào là huyện Long Thành này chỉ có xã Bình Sơn là có sân bay quốc tế. Thì khi sân bay phát triển thì chắc chắn là kéo theo sự phát triển của Bình Sơn. Thì cái này là cái mà nó rằng Bình Sơn rất tự hào cái này. Và tôi cảm nhận là như thế. Dưới trách nhiệm là một người lãnh đạo của đảng ủy thì tôi sẽ cố gắng làm sao lãnh đạo để mà thực hiện tất cả các mục tiêu của nghị quyết của mình, làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của địa phương theo kịp cái sân bay. Còn đây là hình ảnh của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, nơi an cư của những hộ dân thuộc diện giải tỏa để phục vụ công trình sân bay quốc tế Long Thành. Hạ tầng đã bắt đầu hoàn thiện, vỉa hè lát gạch đồng bộ, cây xanh đã lên tươi tốt, ngày càng nhiều gia đình chuyển đến để an cư lạc nghiệp và hứa hẹn đây sẽ là một khu dân cư sầm uất hiện đại trong tương lai. Có thể thấy, huyện Long Thành là một địa phương có vị trí đắc địa trong tỉnh Đồng Nai nói riêng và khu vực phía Nam nói chung. Là đầu mối giao thông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam khi tập trung nhiều dự án giao thông lớn của quốc gia. Với những lợi thế sẵn có, Long Thành trong tương lai sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn, thu hút thêm nhà đầu tư đến để đầu tư kinh doanh. Mục tiêu tầm nhìn của quy hoạch vùng huyện Long Thành là hướng đến xây dựng một vùng phát triển kinh tế động lực của tỉnh Đồng Nai, thuộc vùng đô thị trung tâm và là cực phía đông của thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, đến năm 2025, toàn bộ huyện Long Thành sẽ được nâng cấp lên đô thị loại 4. Năm 2030, Long Thành sẽ trở thành thành phố hiện đại, có công nghiệp phát triển, trung tâm thương mại dịch vụ chất lượng cao và vùng nông nghiệp công nghệ cao. Huyện cũng đã phân 5 vùng phát triển, bao gồm vùng thị trấn Long Thành mở rộng khu phức hợp công nghiệp, đô thị dịch vụ, khu dịch vụ thương mại hỗn hợp phía Tây huyện Long Thành, vùng đô thị Bình Sơn, vùng đô thị chức năng đặc thù cảng hàng không quốc tế Long Thành, vùng công nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao nằm ở phía Nam cảng hàng không quốc tế Long Thành. Để làm được điều này, đòi hỏi cả hệ thống chính trị của huyện cùng đồng lòng và có những giải pháp hiệu quả. Thành công đó thì phải nói đến cái sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đã chỉ đạo sâu sát. Rồi sự tin tưởng của các nhà đầu tư và người dân, rồi đồng lòng chung sức để mà phát triển huyện Long Thành. Ở bên cạnh đó thì về cái dự án trọng điểm quốc gia mà đặt ở tỉnh Đồng Nai, ở địa bàn Long Thành, đó là cảng không quốc tế Long Thành. Mặc dù giãn cách xã hội nhưng mà ở huyện thì quyết tâm cao để thực hiện đạt mục tiêu của quốc hội, của Thủ tướng Chính phủ giao. Thì đến thời điểm này cơ bản về cái thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đã đạt đúng tiến độ. Trong quý 1 năm 2022, chúng tôi sẽ tập trung hoàn tất các hồ sơ còn lại của sân bay. Và trong quý 2 là chúng tôi sẽ tập trung di dời trên 4.330 hộ dân để ra nơi ở mới. Năm 2022 và những năm tiếp theo thì trên địa bàn Long Thành sẽ triển khai rất nhiều dự án, trong đó là các tuyến đường giao thông để đấu nối vào sân bay. Với cương vị là bí thư huyện ủy thì ông đã hài lòng với những gì mà Long Thành đã đạt được hay chưa, và ông còn những băn khoăn và trăn trở gì thưa ông? Đứng góc độ là người đứng đầu của huyện, tôi có một số nội dung cần rất trăn trở, và những nội dung này đã kiến nghị với ủy ban tỉnh.
Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy và cũng đã được chấp thuận. Cái thứ nhất là muốn Long Thành là phát triển nhanh và bền vững thì công tác quy hoạch, đầu tiên là quy hoạch. Quy hoạch phải có tầm nhìn chiến lược. Và cái thứ hai là nguồn nhân lực để phục vụ cho sự tăng trưởng của Long Thành. Thì được Tỉnh ủy đồng ý là cho Long Thành xây dựng một cái nghị quyết về đặc thù của vùng sân bay huyện Long Thành. Cái thứ hai là xây dựng cái đề án là nguồn nhân lực để phục vụ cho Long Thành phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2030. Cái thứ ba thì khi mà đến năm 2025 là sân bay Long Thành là máy bay cất cánh, thì tất cả các hạ tầng, trong đó là hạ tầng giao thông phải đi trước, đấu nối các hạ tầng giao thông ở các nơi, các vùng, để khi mà sân bay bay cất cánh thì không nghẽn xe, không kẹt xe. Hiện tại bây giờ thì quốc lộ 51 của chúng ta theo thiết kế là 34.000 lượt xe ngày đêm, nhưng mà thực tế bây giờ là 120.000 lượt xe ngày đêm, nó quá tải. Và phải khẩn trương xây dựng cái này Thủ tướng cũng đã đồng ý rồi, xây dựng cái đường cao tốc Biên Hòa Bà Rịa Vũng Tàu và các tuyến đường đấu nối vào sân bay. Cái hạ tầng thứ hai là hạ tầng thương mại để cho nó tương xứng ngang tầm với và lại cái sân bay quốc tế. Và cái hạ tầng thứ ba là chúng tôi tập trung vô thực hiện là các hạ tầng về giáo dục, hạ tầng y tế, hạ tầng thể thao. Đó là những cái việc chúng tôi tập trung nguồn lực để thực hiện. Muốn thực hiện được cái này thì đòi hỏi phải có nguồn lực. Nguồn lực ở đây thì qua làm việc và trao đổi trong ban thường vụ rồi cũng ủy ban tỉnh, thì cái quỹ đất của quỹ đất công của Long Thành cũng còn rất lớn, giá trị nó cao. Nguồn lực ở đây là chúng tôi vận dụng vô để phát triển kinh tế xã hội của Long Thành. Cái thứ nhất là chúng tôi vận dụng vào cái nguồn lực của sân bay. Cái nguồn lực thứ hai là nguồn lực của các nhà đầu tư về đầu tư ở Đồng Nai, ở Long Thành. Nguồn lực thứ ba là nguồn lực quỹ đất của Long Thành. Với sự chuẩn bị chu đáo này thì ông có dự đoán về cái sự phát triển cũng như là thay đổi của bộ mặt Long Thành trong thời gian tới không? Theo nghị quyết đại hội đảng bộ khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025 thì của huyện Long Thành, thì Long Thành đến năm 2025 sẽ là thị xã, sau 25 sẽ là thành phố. Và tôi tin chắc rằng, tại vì cái dư địa phát triển Long Thành còn rất lớn, nên các nhà đầu tư sẽ tập trung về Long Thành để phát triển. Có thể thấy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện Long Thành đã và đang được đền đáp xứng đáng khi từng ngày, địa phương này thay da đổi thịt, bứt phá mạnh mẽ. Chứng kiến sự chuyển mình này, người dân ai nấy đều phấn khởi và tin tưởng Long Thành sẽ nhanh chóng trở thành một thành phố hiện đại, văn minh. Con là đã có những cái thay đổi tích cực, là nhất là được cái đô thị hóa, rồi nhìn cái bề nổi là thấy đã bà con đã được tiếp cận với những cái văn minh, rồi tiện ích nhiều hơn, nhất là con cái là đi học rồi cũng gần hơn nè, rồi đường xá thì được thông thoáng rộng lớn hơn, rồi các cái cơ sở hạ tầng thấy đang xây dựng lên là tất cả mọi người là thấy nhìn thấy tương lai là trước mắt là đã có một cuộc sống rất là tốt đẹp rồi. Long Thành mình thì đang là thay da đổi thịt rất là mạnh. Ngay cái xã Bình Sơn chúng tôi đang ở thôi là đã thấy đang thay đổi nó một cách ngoạn mục rồi. Thì vừa rồi phải nói là tôi là người nông dân của xã Lộc An, huyện Long Thành. Thì khi mà chính sách cái về vấn đề mà của nhà nước để mà đầu tư sân bay, thì cái khi mà đầu tư sân bay Long Thành thì theo tôi nghĩ cái vấn đề rất là tích cực, và dân chúng ở đây thì tất nhiên là mừng vui. Vâng, với sự quyết tâm đồng lòng từ hệ thống chính trị đến người dân, tin chắc huyện Long Thành sẽ cất cánh bay cao, bay xa,
và trở thành khu đô thị hiện đại trong một ngày không xa. Đến đây chuyên mục Năng động Đồng Nai xin khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.